Thực hiện quyết định số 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố theo phương châm ai ở đâu ở đó, trong 7 ngày, quận Liên Chiểu đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai các phương án đảm bảo các điều kiện để tổ chức thực hiện nghiêm việc siết chặt giãn cách để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Là địa phương có dân số đông nhất quận Liên Chiểu, hiện phường Hòa Minh có gần 15.500 hộ gia đình với khoảng 60.000 nhân khẩu. Để đảm bảo ai ở đâu ở đó, phường đã sớm có phương án kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như sẵn sàng cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân. Mỗi tổ dân phố như vậy thì thành lập một tổ hậu cần và chia ra làm nhiều nhóm để thực hiện cái việc là phát phiếu và thu thập phiếu và tổng hợp phiếu để gửi về ban chỉ đạo phường để mua giúp lương thực, thực phẩm cho bà con. Tổ hậu cần cũng là cái tổ giám sát cộng đồng, thường xuyên tuần tra kiểm soát trong cái địa bàn khu dân cư để vận động, tuyên truyền, nhắc nhở bà con nhân dân thực hiện nghiêm cái quy định mới của thành phố là không ra khỏi nhà trong cái thời điểm này. Theo thống kê, quy mô dân số của quận Liên Chiểu là gần 204.000 người. Qua đánh giá nhu cầu thiết yếu của người dân trong 7 ngày giãn cách, quận đã có phương án cụ thể cung ứng cho người dân. Ngoài nguồn cung từ Sở Công Thương, thành phố, thì quận cũng đã liên hệ với 6 nhà cung ứng cùng hệ thống 17 cửa hàng Vinmart trên địa bàn để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu người dân. Hơn 4.800 hộ khó khăn và lực lượng công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch cũng sẽ được hỗ trợ phù hợp. Giao cho địa phương xác định được cái nhu cầu sử dụng trên địa bàn và chỉ đạo các địa phương bố trí các lực lượng quản lý, giám sát và tiếp nhận cái nhu cầu của người dân. Đồng thời, quận cũng xây dựng cái phương án, kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho các đơn vị từ cái phương án tiếp nhận nguồn lương thực hàng hóa cho đến cái phương án phân bổ đến khu dân cư, đến tổ dân phố. Đặc biệt, quận cũng quan tâm đến các đối tượng là người nghèo, hộ khó khăn để kịp thời để cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu để phục vụ cho bà con trong thời gian thực hiện giãn cách. Thực hiện chủ trương thành phố 7 ngày không ra đường. Những ngày qua thì nhà tôi cũng đã chuẩn bị mua ít thực phẩm dự trữ rồi. Sắp tới đây 7 ngày tới thì có gì thiếu thốn thức ăn thì tôi cũng nhờ tổ dân phố mua giúp giùm. Mục tiêu cao nhất của đợt siết chặt giãn cách lần này là ai ở đâu ở yên đó. Vì vậy, quận Liên Chiểu sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đồng thời phát huy vai trò của các tổ giám sát tại các khu dân cư để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm nhà cách ly với nhà, không ra đường. Quận cũng đã thành lập tổ tuần tra, giám sát, kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn. Song song với đó thì trong 7 ngày cao điểm này, quận cũng sẽ phối hợp cùng ngành y tế triển khai tổng lực việc truy vết, xét nghiệm để bóc hết F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn đà lây nhiễm COVID-19 để địa phương sớm trở lại trạng thái bình thường mới.